Ôi. Bây giờ hai bạn có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về nhau đi nha. Mời bạn trai. Trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào Nam Thư bên kia. Dạ. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả ở đây cũng như là sắp sửa coi truyền hình. Dạ, em tên là Trương Hoàng Nguyên. Em là tài xế. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn nhỏ anh à. Em năm nay mới có 34. Ê, 43. Lộn. Dạ, trước khi làm tài xế thì em cũng về Bảo Lộc, em chăn nuôi heo. Nuôi nhiều heo không? Dạ, nuôi cũng ít à, nè, có 600 mấy con à. Ồ. Thì em nuôi xui quá, đúng ngay cái thời điểm giá heo hơi nó bằng giá rau à. Em lỗ. Cũng hơn là trong thời gian đó là em cũng có đi học lấy bằng lái. Giờ đang lái xe gì? Dạ, lái xe con chở xếp. Rồi, mời bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Ngọc Cẩm Tú. Năm nay mình 39 tuổi. Công việc hiện tại của mình đó là làm ở bộ phận hành chánh nhân sự của một công ty chuyên về xuất nhập khẩu ở quận 2. À. Gia đình em thì ở quận 8. Em sinh ra và lớn lên ở Hồ Chí Minh luôn. Rồi, em gái có thể nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em thì em cũng rất là vui vẻ. Nữ công gia chánh thì không có biết nhiều giỏi, nhưng mà chút chút trong gia đình thì có thể nấu ăn, nông tưng các thứ, xã giao tiếp, có thể nhậu đường tí xíu. Dạ. Điểm thì chắc là hơi khó chịu một tí. Dạ, để em qua em hỏi coi anh sao hen chị. Chào anh. Chào Thư. Dạ, anh mình làm tài xế chắc mình đi nhiều chứ hen. Chỉ là đi đường ngắn thôi chứ không có đi đường dài. Dạ, rồi mình có tính là mình sẽ kinh doanh riêng hay gì không? Một hai ngày nữa, hoặc là trong vòng tuần lễ nữa kiếm mua chiếc xe. Dạ. Hay quá. Mình chạy. Vậy là khỏe rồi. Chị thấy ổn không? Sáng chở đi làm trời ơi, rồi anh chạy gì chạy, chiều về rước về. Ưu điểm, khuyết điểm thì nói cho Nam Thư nghe. Nó sợ anh chán thôi. Nói thật sự ra cũng không có chán đâu, tại vì lâu lắm rồi không có được đưa đón ai hết. Ưu khuyết điểm của anh là gì anh? À, khuyết điểm là không được nhanh nhẹn. Ngủ thì cũng ngáy, có nhiều khi em mơ mơ màng á. Cái em nghe cái tiếng ngáy của em, cũng nghe tiếng ngáy của em. Em nghe em thấy đâu có to đâu, nó cũng giống như một bài nhạc du dương thôi mà sao mà ai nói to là sao em không hiểu. Mình nghe mình thấy du dương, của cái người kế bên người ta nghe giống như nhà máy vậy đó. Hôm nào anh nên thu âm á, để thu âm cái tiếng ngáy của mình á, sáng hôm sau nghe lại là mình biết có du dương hay không à. Đối với em nha, cái gì thì gì chứ cứ ngáy là mình thông cảm được, tại cái đó không có kiểm soát được. Chứ em nói thiệt, chứ khi mỗi lần em đi quay vậy mệt ngủ em cũng ngáy vậy. Trời ơi, anh nói em nghe, anh ngáy tới mức mà mấy người hàng xóm ta chuyển đi chỗ khác hết rồi đó. Ưu điểm thì tự sống một mình được, tự nấu ăn này nọ được một chút ít. Chịu thương chịu khó ha. Vâng, biết một chút chút về ca hát thôi. Tình trường sao nè anh? Tình trường thì em ba mối tình chính thức. Mối tình dài nhất là bao lâu? Gần 10 năm à. Gần 10 năm. Quen nhiều, quen lâu quá, biết nhau quá, cảm thấy không hợp thể đến với nhau được. Bây giờ em cũng rút kinh nghiệm rồi, thì có thể là yêu thì thôi tìm hiểu, cứ để sau đi. Mình yêu cứ cưới chứ đi đã. Chỉ sợ là cưới xong về rồi anh mới bắt đầu tìm hiểu, thì tới khi anh lúc đó anh lại hối hận. Anh phải biết 50-50 đã rồi hãy cưới. Anh thì không có hối hận đâu, nhưng mà nếu mà cứ tìm hiểu nhau đi vài tháng thôi ha em ha. Được không em? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Chị nói tí xíu về những... Em thì cũng có trải qua hai mối tình rồi, khoảng chừng một năm mấy, hai năm thôi. Không tiến tới được với người ta, đó là chính là sự khác biệt về tôn giáo. Khác biệt về tôn giáo là sao em? Em, em là người bên đạo, đạo ông em, giáo em. Ông giáo. Hên quá em ơi. Sao? Em cũng bên đạo luôn ạ. Hay quá. Em đang... Tôi đang lo điều đó đó. Yeah. Đây là cái duyên thuận lợi đầu tiên đó rồi. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thường á, người ta cũng hay nói con gái á, hay lấy bố làm hình tượng. Bố em thì là người rất là thương mẹ em nha. Chiều chuộng mẹ em lắm. Mẹ em là giáo viên, đi dạy hoặc là mẹ em muốn đi đâu chơi là bố em đều đưa hết, đưa đi đón về. Bố em mà đi nhậu với bạn á, mặc dù mẹ em không có biết xã giao nhưng mà bố em cũng đều dẫn mẹ em theo. Bố em không biết nấu ăn, nhưng mà ngược lại thì mẹ em nấu cái gì bố em ăn cái đó, không có dám chê. Chắc là hình tượng của em phải na ná giống như vậy. Giống bố em đó không? Em cũng được cỡ 65-70. Nên mà làm chồng được chứ làm bố không được nha anh. Làm bố của những đứa con. Đàn ông bây giờ tuổi này giống như anh Quyền Linh đó, có bụng bi bi tí xíu cũng được, ngâm ngâm đen đen cũng được. Được rồi. Mọi người nhìn thấy tụi em có tương xứng không ạ? Thấy cũng được. Anh thấy tụi em tương xứng không? Anh thấy cũng hợp á. Vậy là em tin tưởng anh Linh. Vậy đơn giản một con người cũng rất là thoải mái rồi.
cái mẫu người lý tưởng của anh là sao hả anh? Hiền lành, trung thủy, đừng dạ. có xe xua này nọ, dạ. đừng có nhuộm tóc này nọ, nhuộm tóc như Thư rồi được rồi. Thế rồi mình có nhuộm tóc. Hợp, hai người hết sức là hợp. À, chị Tú, hôm nay chị Tú đi với ai nè? À, đi với em gái. Em chào chương trình, em chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. À, em là em của chị Tú, tùy thuộc vô hai anh chị thôi. Nhưng mà nhìn ngoại hình á, thì hai người cũng tương xứng với nhau. Thông báo cho em biết là ba của hai bạn gái này cũng là tài xế đó. Đúng không em? Dạ, dạ đúng rồi. Đó. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với bố, với má, với chị hai. Kính chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ, con chào bác. Và quý vị khán giả. Qua đi tôi cũng nghe thì nó hợp nhau nhiều lắm. Thứ nhất là vấn đề đạo công giáo nữa. Thì hai cháu thì cũng lớn tuổi rồi. Cố gắng mà cho nhau một cái cơ hội đi, hẹn hò với nhau. Chứ mai mốt thì càng lớn tuổi khó lắm. Bên đàn trai đàn gái thấy cũng đồng ý rồi đó ha. Nào, mở rào. Hồi nãy em nói em tên Tú. Dạ, em cảm ơn. Em còn nhớ tên anh không? Em run quá em quên mất. Không xích không bẻ. Là còn Nguyên đấy em. Dạ, anh Nguyên. Dạ, em cảm ơn. À, em cũng có món quà tặng lại cho anh Nguyên. Ồ, dạ. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ. Em ơi, em tặng một cái bộ tách trà này có ý nghĩa gì không em gái? Em cũng có một tí xíu sở thích là uống trà. Đối phương có cùng sở thích với em thì chắc chắn sẽ thích bộ ấm trà này. Thật sự thì anh cũng thích uống trà đó. Nhưng mà chỉ uống buổi sáng thôi chứ buổi tối anh uống anh ngủ cũng được. Dạ. Cho nên anh cũng cảm ơn em. Có lẽ anh sẽ nhờ em gái anh ở dưới Bảo Lộc gửi trà lên cho anh để mình dùng cái bộ ấm này. Dạ, hy vọng nó có thể cùng nhau uống trà. Hay quá. Em thấy anh sao? Ấn tượng đầu tiên thì nói chung là cũng dễ nhìn, dễ thân thiện. Anh nói chuyện cũng rất là hài hước, cũng tạo thiện cảm rất là nhiều. Không biết anh thấy em thì như thế nào? Rất là dễ thương. Cảm anh ơn cũng anh. Không biết nói sao, hồi nãy anh ngồi ở bên đây anh cũng suy nghĩ để nói nhiều lắm mà tự nhiên giờ thấy em cái hết không biết nói sao. Thì thôi em, mình cứ em làm anh tụt cảm hứng hả? Không phải. Không phải là em làm anh tụt cảm hứng nhưng mà tự nhiên cái anh nhìn em anh mến, không còn nhớ cái gì để nói. Rung mới gặp người đẹp rung đó. Anh cũng cảm thấy là mến em. Tại vì mà mới gặp nói là thích em thì bây giờ lớn tuổi rồi không nên nói vậy. Giống như cái tưởng tượng của em khi mà chuẩn bị lên chương trình, có cảm giác cũng rất là mến anh. Dám có lẽ anh cũng sẽ nghỉ không chạy công nữa. Thời gian sắp sửa tới, anh sẽ rảnh nhiều lắm đó. Nên anh sẽ làm phiền em nhiều lắm đó. Hai người rảnh đều ha. Phụ nữ lớn tuổi hoặc là nam lớn tuổi, cái xác suất có con cũng nó không có được như những cô gái hay chàng trai trẻ tuổi. Lỡ ví dụ như mà em với anh mà đến với nhau á, ở 1, 2 năm, 2, 3 năm mà vẫn không có con á, thì anh có cảm thấy thất vọng không? Anh thì thực sự là tuổi này thì anh cũng rất là thích có con đó. Bây giờ thời buổi y học phát triển lắm em ơi. Trời ơi, qua báo đó. Mạng đăng bà kia 56 tuổi còn đẻ hai đứa mà. Hát cho bớt rung đi, hát đi. Hát cho bớt rung anh. Anh đến quê em nơi đây có sông sóng cầu. Sự ngày hồi lim anh đã hứa khi xưa. Vượt bao đèo cao, bao tha sâu, nắng mưa, gió sương anh không ngại. Chỉ mong gặp em người con gái, hát câu dân ca. Người ở đừng về. Hay quá. Hay quá. Hai người nắm tay nhau để coi cảm nhận coi điện nó có qua. Không phải bắt tay. Nhìn nhau. Em đang cảm giác có điện anh. Em cái chân rung với cái tay không rung. Em trai thấy sao? Dạ em thấy tay mềm quá. Có muốn nắm luôn không? Có cho không em? Chắc lát nữa nắm sau. Rồi được rồi. Mình đổi vị trí đi. Mình à, cái chuyện sinh con để cái đừng có lo ha bạn ha. Đừng có quan y học phát triển luôn rồi. Dạ. Chuẩn bị 3 2 1 hết giờ. Xin chúc mừng chị Tú. Chúc mừng anh Nguyên. Đây chị. Nắm tay nha. Đó. Dạ. Bây giờ chính thức là mình hẹn hò với nhau đó. Thì nói gì với bên đàn gái đi. À, chào em gái.
hai anh chị cùng nhau bấm chuông rồi, em có thích không? Dạ thì quan trọng là anh chị ra ngoài để tìm hiểu với nhau. Em nói hai anh chị nhìn rất là hợp với nhau nha. Hợp đó. Thôi bây giờ theo quy định chương trình thì mình sẽ hôn nụ hôn đầu tiên. Mình để anh Thơm bên đây đi, bên đây dính cái này rồi. Trời ơi. Dễ thương, chúc mừng anh Nguyên, chúc mừng chị Tú. À chào chương trình, chào chị ạ. Là chị Hoa đúng không ạ, hay là chị Tú Anh? Ừ, chị Hoa đó em, chị Hoa đang nói đó. Nhưng mà tại vì chị Hoa đang ở nhà nên chị Hoa xin phép là tắt cái camera nha. Dạ rồi. Ừ, rồi. Bây giờ em cứ tự tin để em chia sẻ. Tại vì bên chị sẽ có quay hình lại của em đó để cho các sếp xem. Sẽ có một cái buổi gọi là thẩm định, rất là nhiều người cũng phải xem cái phần hôm nay chị đại diện chị Cát thôi, nên là giữ máy ổn định nè, cố định đúng rồi đó, đúng không? Ngồi vuốt tóc lại xíu nè, có cọng tóc nó vương lên nó hơi đó, vuốt lại cho đẹp trai đó, đúng rồi, nó giống như hình thẻ rồi đó, đó vô cái khung như thế rồi nó mới đẹp. Rồi bây giờ thì tự tin chia sẻ giùm cho bên chị nha. Đầu tiên em sẽ nói về bản thân mình trước, điểm mạnh điểm yếu nè, giới thiệu họ tên xong rồi nói về điểm mạnh điểm yếu giùm chị ha, rồi đường tình duyên, rồi lý do tại sao tham gia chương trình. Em cứ chia sẻ một mạch đi, xong rồi chị thấy thiếu cái gì chị sẽ hỏi thêm được không? Rồi ok em ha. Rồi vậy thì mời em bắt đầu nha. Chào chị Hoa, chào chương trình ạ. Thì em tên là Lê Văn Bảo, sinh năm 1992, năm nay 30 tuổi, quê tại Quảng Nam, đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại là đang là nhân viên văn phòng, công việc về kỹ thuật máy tính và mạng. Em tham gia chương trình với mục đích là tìm kiếm một nửa của mình. Về chuyện tình duyên của em á, thì tại em đang độc thân. Trước đây em đã từng trải qua hai mối tình và chia tay một khoảng thời gian lâu rồi. Giờ cũng sắp qua nửa đời người rồi, nên em không muốn tìm một mối tình để gắn kết đến phần đời còn lại, và mong muốn là chương trình sắp xếp một một bạn gái thật xinh đẹp hay sao? Ngập ngừng quá vậy. Không, cái chuyện đó thì nếu như xinh đẹp thì là điều quá tuyệt vời rồi, nhưng mà em biết là chương trình sẽ cố gắng sẽ tìm ra những cái nét mà nó có phù hợp giữa hai, nên là em cảm ơn cái chương trình về những cái phía cái đó. Còn hồi nãy em nhắc giùm chị lại cái tên của em đi. Em tên là Lê Văn Bản. Văn bản hả? Sao tên có ý nghĩa gì lạ không em? Vậy là ý nghĩa sao á? Sao mà ba mẹ đặt tên này, có hỏi không? Mẹ em tên Nguyên, thì em tên Bản, ở trong Nguyên Bản á. Mẹ tên Nguyên, ủa sao mẹ đặt tên cái tên của mẹ hả? Hiện tại là em gia đình em chỉ có mẹ em vậy. Ba em thì là sao á em, ly hôn hay như thế nào? Mất lâu rồi. Ba mất lâu. Rồi nhà thì có đông anh em gì không? Tại là chỉ có nhà có hai mẹ con thôi. Bây giờ thế thì mẹ là còn ở ngoài quê hay sao? Mẹ em ở quê nhưng hiện tại là vào đây chơi. Vào đây từ dịch đến giờ chưa về được, nên là hiện tại sống ở đây luôn với em. Đúng rồi, vô tình là ở đây là chị thấy được đó, chứ có hai mẹ con thôi mà. Dự định tương lai em sẽ về quê hay là em muốn đưa mẹ vào đây? Hiện tại tương lai á thì sẽ có nhiều cái vấn đề phát sinh, hoặc là tình cảm vợ chồng, hay là cái vấn đề sao xa đó, có thể là nhiều phụ nữ hay nhiều cô gái thích là không thích sống nói chung với mẹ chồng, hay là mẹ chồng cũng thích có một cuộc sống riêng. Thì cái đó thì em cũng cố gắng là tích góp để xây dựng cho mẹ một cái
nhà riêng và mỗi mẹ ở mình. Anh sẽ xây dựng cho em một cái vợ chồng em một cái không gian riêng. Ừ. Bỏ mẹ sống mình đúng không? À, không phải mẹ sống mình mà là cố gắng nếu như mà có điều kiện á thì làm cái nhà mẹ với nhà em gần nhau, nhà hai vợ chồng với nhà mẹ gần nhau. Để em là còn ở ngoài quê. Ngoài quê là cũng còn nhà ngoài đó đúng không em? Ở quê cũng còn nhà. Ngoài Quảng Nam á hả? Đúng rồi, nhưng mà nếu như xa nhà hoặc là dự định gì đó thì anh cũng có nguyện vọng là sống về sống tại Đà Nẵng vì anh thích à. Đúng rồi, trời khu du lịch đồ không mà sướng chết, mà về đó sống nhà cửa nếu mà điều kiện ở đó hơn thì mình nên về chứ. Đúng rồi đó, hiện tại là sống Đà Nẵng rất là lý tưởng, nên là năm năm sau thì em nghĩ là sẽ về Đà Nẵng làm cái cuộc sống nó ổn định hơn. Còn hiện tại á thì đang bươn chải ở Sài Gòn nó đối với em thì nó thuận lợi để làm ăn, nên là mình là đi tích góp sau này về Đà Nẵng sống. Ok, thấy coi hiền quá ta, được bao nhiêu mối tình rồi em? Hiện tại em là 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên và một mối tình 3 năm trước mà đi làm. Rồi sao chia tay, chia sẻ cho chị coi, mối sinh viên thì thôi khỏi nói đi, mối 3 năm trước nè. À, rồi, hiện tại là em cũng luôn xác định các mối quan hệ hay là tình cảm hay là quen với ai á, để xác định là ở miền Trung hoặc là ở Quảng Nam, Đà Nẵng thì rất là tốt, tuyệt vời quá. Tức là gần nhà để cho hai bên gia đình hay là nhiều cái suy nghĩ, cái nó cũng có điểm chung để nó dễ mà mình gắn bó lâu dài nhất. Rồi còn cái mối tình gần đây nhất của em á là cũng người đồng hương Quảng Nam. Nhưng mà hiện tại đã chia tay rồi. Thì đa phần này là do em trước đây là nhiều khi là mình không có hiểu người phụ nữ cho lắm, nên mình không hiểu người ta, họ lúc giận hờn hay gì đó, thành ra mình không người ta họ dễ giận hờn, lại mình lại cứ nghĩ người ta họ giận tào lao quá, nên là mình càng giận họ giận á là càng làm mình đẩy họ ra xa. Bây giờ có kinh nghiệm chưa? Nhưng mà càng lúc á mình hiểu được, nhưng mà cuối cùng mình cũng không có giải quyết được cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ nè, cái kinh nghiệm của em nè, bây giờ bạn gái giận là em làm cái gì? À, bạn gái giận á thì mình phải trước hết á là phải tìm cách giải quyết chỉ trong một ngày thôi, không được nghĩ đến hai, chứ vì càng để là lâu á nó sẽ đẩy ra xa hoặc là nó tích tiểu thành giọt nước, sau này sẽ tràn lên. Không, nhưng mà bây giờ cách giải quyết trong một ngày ok, bây giờ trong một ngày đó thì giải quyết làm sao nè, bây giờ bạn gái giận em có nghĩa là giận vô duyên lắm. Thì em không có nói lý lẽ được, mà cái cô đó cổ cứ nói bây giờ nếu mà cứ nói chung là cổ em chỉ tới trễ 5 phút thôi mà cổ giận em đó, rồi bây giờ cổ đòi chia tay đó, thì giờ em làm sao? Cô gái mà cứ cài dễ đòi chia tay á, lọc thì mới dễ, mới gọi là cái tình cảm nó mới bền hơn. Trước đây á là người yêu cũ của em á là không bao giờ không bao giờ nó chia tay, giận rất là kín, thành ra mình phải suy nghĩ thấu đáo mình mới biết chứ còn nghĩ như mình ngày hôm đó mình bận rộn quá nhiều về công việc hay là mình mệt quá nhiều, mình không có để ý, mình muốn cuối ngày để mình thư giãn hay là nghỉ ngơi á, mình tới mình đùng cá mình gặp chuyện nữa, gặp chặt hờ cái gì đó mà bạn gái lại không ấn, lại mình lại phát sinh mình phát sinh mình cũng tức giận thêm, cái đó sẽ đẩy ra xa. Nhưng mà mình phải cố gắng mà để ý xíu,
chỉ cần nói với một chút giận gì đó thì mình chiều cô ấy, hoặc là mình chở cô ấy, dù chở cô ấy đi tới trường hợp đó mình dẫn cô ấy uống nước, hoặc là tặng cho cô ấy một bông hoa gì đó, để nên lấy những cái chuyện giận mà giận nó đơn giản, những cái chuyện giận nó nhẹ á thì như vậy, còn những cái chuyện giận nó lớn hay là như mình làm cái chuyện gì đó nó ảnh hưởng lớn nè, thì cái chuyện giận đó thì mình phải làm một cái việc mình phải làm một cái việc là để mình sửa lỗi á, thì là phải hoành tráng hơn. Bây giờ nói dông dài chi, chị hỏi thẳng vô vấn đề cổ đang giận em đó, bây giờ nè em làm sao, năn nỉ như thế nào nè? Nếu như thấy giận mà đơn giản á thì mình chở đi rồi mình ghé mình mua một bông hoa mình tặng, hoặc là mình thấy chỗ nào đó mình tặng một cái không, cô đó cổ giận, bây giờ cổ vô phòng ví dụ phòng trọ đi, cổ vô phòng trọ cổ đóng cửa, cổ không gặp em, cổ không nghe điện thoại rồi làm gì? Em cũng có nghĩ cái vấn đề, nhưng mà cái chuyện á là mình sẽ coi cái sở thích của cô ấy, ví dụ như là cô ấy thích ăn bánh tròn đúng không, mình sẽ nên mua bánh tráng tròn đi chỗ vậy. Nghe thấy thương quá. Bánh tráng tròn biết rồi. Rồi sao, bình thường không có cho cổ ăn đâu đúng không, nhưng mà nay cổ giận rồi bắt đầu cho cổ ăn nè. Đâu có, bình thường cho mình ăn thường chứ, nhưng mà giận thì tự đi mua, mình để mình treo, ví dụ như không có nói chuyện hay là đóng cửa. Được rồi, sao nữa, sao nữa, rồi mình đi về hay sao? Trước hết chứ thì mình sẽ coi, nếu như mà cô ấy quá tức giận á thì mình sẽ giữ khoảng cách trong vòng khoảng 2 tiếng hay là 3 tiếng gì đó, để cho cô ấy vui xíu rồi mình sẽ quay lại. Còn cái gì đó có thể là hơi làm phiền cô ấy, nhưng mà mình hiểu là cô ấy sẽ vui khi thấy, nhưng mà mình quay lại. Được đó em, được đó, chị thấy kinh nghiệm hay quá bạn ơi, nhưng mà sao kinh nghiệm bây giờ có kinh nghiệm rồi vẫn ế vậy em? Thì tại là em sau khi chia tay mối tình thứ hai thì em nhiều khi mình thấy mình còn thiếu nhiều điều, hay là cái cuộc sống nó còn thiếu nên mình phải lo tâm vào làm việc, công việc hay các kiểu, chuyên tâm làm việc nên mình không có quen ai. Coi như là cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày rồi đó đúng không? Rồi có biết ca hát gì không? Ca hát thì dở lắm. Trời ơi, không, thật sự là chị rất là quý người Quảng Nam đây, chị rất là yêu anh Nguyễn Văn Trỗi, cho nên là chị rất là muốn nói cái điều đó với em phải mạnh mẽ, gọi là quyết tâm đồ lên này, chị kiếm bạn gái, gọi là chị quý em, chị sẽ ưu tiên cho em hơn chẳng hạn, biết không? Vào điều chị nói như vậy thì thấy là cảm ơn chị nha. Cảm ơn, nhưng mà phải do em chứ, lên đó là em phải cua chứ, em phải thể hiện bản lĩnh. Giờ chị thấy cũng có chút kinh nghiệm rồi đó, nhưng mà chị thấy có cái sở thích của em là em nói cái nhược điểm em nó không có khiếu mỹ thuật hả, làm gì cũng xấu hả? Đúng rồi, thật ra em thấy cái gì nó cũng đẹp hết chứ không phải là làm gì nó không xấu. Đúng rồi, thật ra là nhưng mà người ta họ nói là họ thấy xấu, nhưng mà em lại thấy nó đẹp. Cái gì như vậy, trừ khi ví dụ như em thấy một cái cây á nhìn như vậy nó xấu xấu, nhưng mà em thích lượng về để em trồng em gì đó, nó cái cây nó đẹp. Thì cái gu khác nhau thôi chứ đâu có gì em, nhưng mà mình thấy cái áo, cái đồ mình mặc nó đẹp như vậy, nhưng mà người ta nó thấy nó không có phong cách, nó không có đẹp, nó xấu. Ok, như vậy thành ra là kiểu như mình cái kiến mỹ thuật mình thấy cái gì nó cũng đẹp, tạo lại người xấu. Nó thành ra là ví dụ mình thấy mình mua một vài bông hoa đi, để mình về mình cắm kỹ nào mình cũng thấy đẹp hết, trong khi người ta họ nhìn vào họ nói là cắm gì như là cắm ngồi bụi vậy.
Không, chị nghĩ là em, con mắt em nhìn cũng không có phải là sai đâu em. Tại vì trong này em nói là em thấy Ninh Dương Lan Ngọc nhìn xinh nè, là em thấy xinh mà, là ok mà, Ninh Dương Lan Ngọc xinh mà, là con mắt em bình thường. Ừ, cái mà em nhìn có xinh rồi. Những cái đó gọi là vừa xinh vừa nổi tiếng thì đã nổi tiếng thì chắc sẽ xinh nữa thêm. À, nhưng mà em là kiểu là em nhìn thấy ai cũng xinh đó đúng không? Đúng rồi, em thấy ai cũng xinh hết. Ừ, vậy ghép cho em càng dễ nữa. Trời ơi, em không có cái kén chọn vậy dễ nữa. Thôi, được rồi, hiểu cái gu rồi. Cái xinh của em thì nói vậy thôi, nhưng mà là cô nào miễn là nữ, là giới tính nữ thôi, là chắc em cũng thấy xinh rồi đúng không? À, nhưng mà nói lại với thật ra gương mặt phải ai chứ. Chứ còn nếu như mà em không thích mọi người ốm. Ừ, thích mập cỡ nhiêu coi. Vì thật ra anh thấy ốm nó không hấp dẫn. Ừ, còn em hay đó, trời, công ty chị toàn là tròn tròn không à, thiệt á. Nếu em ráng đi để lên ghi hình để lên ghi hình, không được người này cũng được người kia à. Ừ, cao. Vì em thích cao á. Vì em thích cao nhiêu? À, đúng rồi, vì em coi rồi các di truyền cho đời sau á, là con sẽ hưởng chiều cao của mẹ. Ủa gì kỳ vậy ông? Thường là mấy cô gái người ta mới nói thích lấy chồng cao để mà cải thiện nòi giống. Giờ ông đòi lấy chiều cao mẹ nữa. Sao vậy? Sao ngược quá vậy? Chị thấy nó kỳ kỳ nha. Ừ. Rồi nói chung chị sẽ cố gắng nha. Chị cố gắng, nhưng mà em phải mang về độn đồ thêm tí nữa. Chứ trời, cô gái thích cao, thích đàn ông cao nhiều lắm em. Nếu mà bằng người ta cũng thấy nó hơi... không thích lắm đó nha. Em phải mang giày độn thêm. Đúng rồi, được không? Thôi đi mang giày độn mà. Dạ. Ừ, em mang bao nhiêu? 4 phần, 5 phần trở lên. Ừ, trời, em bây giờ 1m62 đúng không? Đúng rồi. Em độn sao mà được 1m7 đi, mấy cô là hay đưa tiêu chí 1m7 đó. Không thiệt mà, em coi chương trình em thấy không? 1m7 là chuẩn, còn không cũng phải 69. Ráng ráng lên đi, trời, có 4, 5 phân mà đôi giày có ai biết đâu. Kệ, độn đại lên đi em. Dạ. Ừ, muốn kiếm bạn gái cao mình phải chịu khó độn tí ha, chịu không? Chịu không? Chịu độn không? Chịu độn 1m7 không? À, độn cỡ 1m68 mà. Ừ. Ừ, rồi được rồi, chọc em vậy thôi. Rồi ok, được rồi bạn ơi, nếu mà được chọn á, bên chị sẽ liên lạc lại rồi hướng dẫn cho em thêm những cái phần tiếp theo nha. Mình sẽ chuẩn bị cái gì để đi ghi hình ha, được không? Dạ. Ừ, rồi phần cát của em xong rồi đó, em có thể là kết thúc cuộc gọi rồi, chờ thông tin từ chương trình mình nha.